Đây có phải nhà bác Quân trưởng quan xã không nhỉ em? Đúng rồi ạ. Có ai ở nhà không ạ? À? Ai đây? Dạ. Ai hỏi gì đây? Cháu chào bác ạ. Ờ. Bác có phải là bác Quân trưởng công an xã không ạ? À đúng rồi. À, anh đến có việc gì? Dạ cháu ở dưới Hưng Hòa lên. Có một số việc cháu cần hỏi bác ạ. À mời anh vào. Anh ngồi đây. Dạ. Thế anh đến có việc gì nhỉ? Dạ, cháu xin. Dạ, cháu muốn hỏi là thôn mình thành lập đã lâu chưa bác nhỉ? Cũng lâu rồi đấy. Thời chiến tranh, đây là nơi sơ tán của dân Thanh Thủy. Họ kéo vào đây đông lắm. Ba thôn, mỗi thôn gần 100 nóc nhà. Hết chiến tranh, còn mấy chục hộ ở lại. Còn đâu kéo nhau về quê làm ăn hết. Dạ. Ờ. Cháu mới vào nữa. Ờ. Nhà mình cũng sơ tán chiến tranh về đây hả bác? Ông bà cụ thân sinh tôi cũng là dân T279 đấy. Dạ. Ờ. Cả nhà rồng rắn kéo nhau về đây. À, làm ăn sinh sống ở đây. Rồi quen. Chán chẳng muốn đi đâu nữa. Dạ. Ờ. Trong cái thời gian sơ tán về đây thì bác có biết ai tên là Phan Thị Mận không ạ? Mận à? Dạ. Mận à, thôn này lâu lắm tôi không nhớ. Bà Mận này thì có một cậu con trai tên là Hùng, sinh năm 1986 bác ạ. Hùng, con bà Mận, con bà Hùng, con bà Mận. Ôi chịu, tôi không nhớ nổi. Thế có thêm thông tin gì nữa không? Cháu chỉ biết là cậu Hùng này có mẹ tên là Mận và mất năm 1990. Còn thông tin về bố thì không có. Thế tức là bà Mận chết năm cậu Hùng mới được 4 tuổi à? Dạ vâng. 1989, 1990... Đầu năm 1990 có một bệnh dịch tràn qua xóm này. Có thể bà Mận chết trong cái đợt đấy. Có bệnh dịch nữa ạ? Ừ. Để biết rõ hơn, tôi sẽ đưa cậu sang nhà ông Bính. Ông nói rõ cho cậu biết. Dạ vâng. Uống nốt nước đi, ta đi. Đi. Sắp đến nhà chú ấy chưa bác? Ồ, sắp đến rồi. Sắp đến kia kìa. Bác này thì phải mỗi cái tận hay uống rượu. Dạ. Mà trước đây 2 năm ấy thì là bị tai biến. Cho nên là cái việc này cũng chả biết có nhớ được không. Thì thôi ta cứ đi thôi. Bính lặng xin luôn đấy à. Ông Bính ơi. Chào bác. Ờ. Chào ạ. À có anh đây. Đến là hỏi thăm về bà Mận. Từ cái hồi sơ tán ấy. Anh có nhớ không? Để em nhớ xem nào. Hồi ấy dân đi sơ tán. Ừ. Trong làng có 3 thôn. Trông con bà thế nào? Dạ bà này tên đầy đủ là Phan Thị Mận ạ. Có một cậu con trai tên là Quách Tuấn Hùng. Còn về chồng bà ta thì cháu không có thông tin. Cháu chỉ biết là bà ấy mất năm 1990. À. Bà Mận năm ấy bà đi cùng thằng bé. Bà Mận bà hát rất hay. Bà hát hay lắm ông Quân. Mận văn nghệ. Ôi bây giờ tôi mới nhớ ra. Bà Mận là cái hồi ấy
là xóm mình là mất nhiều người bệnh dịch lắm, bà Mận cũng mất cùng. Thế còn con trai bà ta thế nào ạ? Con bà ta không sao, chính bác nhận mang về chăm sóc còn gì nữa. Đúng rồi. Một thời gian sau, có một người phụ nữ nói là con rơi của chồng xin mang về nuôi. Bà đấy là vợ của một ông thầy lang rất nổi tiếng. Dạ. Ông Quách Đại Phong. Ông đấy thì là quê ở Hoàng... huyện Thanh Hoa. Hoàng gì? Hoàng Hòa chắc ạ. Cũng không chắc lắm đâu. Tôi chỉ nhớ được đến thế thôi. Dạ. Em ơi. Dạ. Nằm có ngày mỏi quá. Giúp anh ngồi dậy đi một vòng với. Ờ, vâng. Ôi, em xin lỗi. Cẩn thận nhá. Cẩn thận đấy. Từ từ thôi. Mệt quá. Rồi, ngồi xuống đây. Từ từ thôi. Mới đi một tí đã thấy mệt. Em cứ nằm như anh đi. Cảm ơn em. Vì chuyện gì? Vì đã cứu anh và chăm sóc anh mấy ngày qua. Lại còn cười đẹp như một thiên thần nữa chứ. Để em đi ra ngoài dạo cho mát nhá. Đi thôi. Ủa? Anh Triều đâu rồi anh nhỉ? Chắc nó có công việc quan trọng. Nó đi nó cũng chẳng nói gì anh hết trơn. Mà anh ơi, em thấy Triều với cả Lam lạnh nhạt với nhau kiểu gì ấy. Cái thằng đó mà cái tính của nó khô như ngói. Mà em thấy tình cảm của anh Triều với Lam yêu nhau chẳng hợp nhau tẹo nào cả. Lam thì nó lãng mạn, anh Triều thì ngược lại hoàn toàn ý. Chẳng hiểu sao mà con Lam là đâm đầu nó yêu thằng này. Chứ anh mà là phụ nữ, anh lỗi nó từ vòng gửi xe rồi. Em thấy anh Triều là một người trung thực, thật thà. Như vậy mới đáng tin chứ. Chứ mấy loại đàn ông bây giờ dẻo mỏ, ga lăng, nó hay lừa bịp lắm. Chà, cơ bộ mày binh nó dữ á. Mà công nhận anh thấy là mày với nó có vẻ hợp nhau hơn.